Mưa đã rít mấy hôm ở thiền viện, bầu trời ảm đạm, lòng người cũng chùng xuống. Tâm ai đã tịnh thì đối với cảnh này thì thêm mát mẻ bình an, người còn vấn vương thì mỗi hạt mưa lại thêm nặng lòng. Khải Tuấn kể mọi người nghe một câu chuyện tình ở thiền viện nha. Hôm đó Khải Tuấn nhận một cuộc gọi lạ, bên kia người thanh niên khóc nghẹn không nói lên lời. Sao vậy con? Thầy ơi, vợ con vừa mất, cô ấy bị hậu Covid thầy ạ. Cuộc sống vốn dĩ là vô thường và khổ đau con à. Vâng, con sắp xếp xong rồi, công việc và tài sản. Xong đám tang của em con cũng quyết theo em. Nghe đến đây Khải Tuấn chững lại, chưa kịp nói gì anh đã tiếp. Con là an ninh của sân bay, cô ấy là phó giám đốc của một công ty ở Đồng Nai. Hai đứa con gặp và yêu thương nhau, chỉ vừa mới cưới. Lẽ ra là sáng hôm nay con không còn để thưa chuyện với thầy đâu, vì đêm qua con đã sẵn sàng để ra đi. Nhưng mà trong cơn say, con mập mờ nhớ lại cái hình ảnh cười nói ríu rít của em. Quá khứ em đã từng nói với con: anh ơi, thiền viện này vui quá nè, em nhất định là phải về đây một lần anh ạ. Khi nào mà anh căng thẳng stress thì hai vợ chồng mình cũng đi nghe. Con giật mình tỉnh dậy mà lời em còn vang ở bên tai á. Tới đây anh lại khóc: thầy ơi, con muốn cùng em về thiền viện, có lẽ đây là tâm nguyện cuối cùng của em, xin thầy cho phép. Ừ, tất nhiên là được, con đưa em về với thầy và đại chúng. Vậy là ngay trong đêm anh đã mang di ảnh của vợ băng mấy trăm cây số để lên núi trở về với thiền viện. Đại chúng ai cũng ngạc nhiên về trường hợp này, các thầy cũng an ủi khuyên lơn, nhưng cảm giác anh vẫn không thoát được tâm trạng bi lụy và tiêu cực của mình. Những ngày sau đó, anh đi đâu cũng mang theo di ảnh của vợ, đi sám hối, ăn cơm, lễ Phật đều mang theo. Quanh anh như toát ra một nguồn âm khí ảm đạm thê thảm. Sư phụ thấy vậy nên chỉ dạy là làm một bàn vong ở nhà tổ để di ảnh được an vị, không mang đi lung tung nữa. Các thầy thì tụng kinh kỳ siêu mỗi ngày và giao cho ông Thành cúng cơm. Mỗi lần niệm kinh cúng cơm, anh lại khóc rất nhiều. Thành bảo: em mà đang ăn cơm mà có người ngồi kế bên khóc chỗ ổ, vậy là em bỏ đi luôn ý. Anh khóc là vì cái gì? Khóc là vì mất mát cho anh hay là khóc vì chị ấy? Chị ấy có cần anh khóc vậy không? Anh kia nín ngang. Khi mà gần một nguồn năng lượng vô cực như vậy, thanh niên như được nạp thêm pin, bắt đầu biết cười với những trò vớ vẩn của ông Thành. Cuối cùng mưa đã tạnh, cầu vồng hiện ra. Thành bảo: biết đâu là chị ấy đang đu dây ở trên cầu vồng, nhìn anh em mình tắm mưa nha. Ông kia cười như điên: em nghĩ là chị ấy đã xong sứ mệnh ở đây rồi, bây giờ là đang uống trà sữa một cái cõi nào đó rất xinh đẹp anh ạ. À, nghe sến súa thật, nhưng lại là một lời động viên mạnh mẽ làm thanh niên thức tỉnh. Huynh đệ trong chúng bàn tán: nó đi tu từ hồi còn dưới mắt cá mà tư vấn tình yêu như là thật vậy. Từ đó thanh niên cứ lon ton đi theo ổng hái nấm hái măng, trồng cây xúc đất, nỗi khổ đã được đặt xuống. Chung thất thứ 49 của vợ, anh đã làm một bài tác bạch thật dài để cảm ơn sư phụ và đại chúng, khỏe khoắn trở về với đời sống bình thường. Lần sau anh lên đây chú có muốn anh mua cái gì không? Không, em không cần gì ạ. Ừ, vậy anh về nha. Thôi khi nào anh lên anh mua trà sữa bánh tráng ở dưới xì phố cho em cũng được.